kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong vòng 30 ngày. Nông dân Mường Tắc, Sơn La trở lại với canh tác hữu cơ. Gian nan vất vả, lực lượng tuyến đầu trong tâm dịch. Vĩnh Phúc tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép. Kính thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thông qua nghị quyết công bố kết quả và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 với 100% thành viên tán thành. Trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, có 194 đại biểu do các cơ quan tổ chức trung ương giới thiệu trúng cử, gồm 11 người cơ quan đảng, 3 người thuộc cơ quan chủ tịch nước, 126 người thuộc cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 15 người thuộc khối chính phủ, cơ quan thuộc chính phủ, gồm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an. Cũng trong danh sách người trúng cử có 12 đại biểu thuộc khối quân đội, 2 người thuộc Bộ Công an, 22 người thuộc cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước, mỗi nơi một người trúng cử. Số đại biểu trúng cử do các cơ quan tổ chức ở địa phương giới thiệu là 301 người. Số người tự ứng cử trúng cử là 4, số người ngoài đảng trúng cử là 14. Đặc biệt có 203 người là đại biểu khóa 14 tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước, 296 người lần đầu tham gia Quốc hội. Theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục nhận đơn thư khiếu nại tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử. Đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư tiếp tục làm tê liệt ngành hàng không. Nhiều hãng hàng không không còn con đường xoay sở, cạn kiệt đồng tiền, trong khi đó vẫn phải chi cho các hoạt động hàng chục tỷ đồng mỗi ngày. Khó khăn chồng chất, các hãng hàng không cần được giải cứu. Dịp hè là mùa sôi động nhất của các hãng hàng không để đón khách du lịch. Thế nhưng những ngày này, sân bay quốc tế Nội Bài, lớn thứ hai của cả nước, chỉ đón khoảng 5-6.000 khách với khoảng 60-70 chuyến bay. Nhiều khách trả vé lo ngại vì dịch, nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy vì quá ít khách. Khách ít, hoạt động bay giảm, vì thế sân bay vắng như chùa Bà Đanh. Chưa khắc phục hết những thua lỗ do ảnh hưởng từ mấy đợt dịch trước. Nay làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ập đến, đẩy các hãng hàng không vào tình cảnh tồi tệ nhất từ trước tới nay. Trong bối cảnh khó khăn, một số hãng hàng không buộc phải bán bớt tàu bay, cho nhân viên nghỉ việc và đi vay với lãi suất cao để duy trì hoạt động. Vì vậy rất cần triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ để hàng không vượt qua khó khăn, vươn lên sau dịch và đóng góp trở lại cho ngân sách, cho nền kinh tế và cho xã hội. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trong ngày 9 tháng 6, tỉnh đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ vải chín sớm trên địa bàn. Sản lượng tiêu thụ đến thời điểm này ước đạt 50.000 tấn. Việc hoàn thành tiêu thụ hơn 50.000 tấn vải sớm được coi là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện mục tiêu kép của tỉnh Bắc Giang, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Toàn bộ sản lượng vải sớm của tỉnh được tiêu thụ hết cả trong nước và xuất khẩu với mức giá tương đương như mọi năm trong điều kiện phải căng mình chống dịch, cũng là một thành công của công tác chỉ đạo, sản xuất, tiêu thụ nông sản của chính quyền địa phương. Dịch bệnh COVID-19 khiến chuỗi phân phối thủy sản bị gián đoạn ở nhiều thị trường xuất khẩu, giá thủy sản giảm. Trong khi đó, cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu chưa được tháo dỡ tiếp tục tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu thủy sản. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến diễn ra sáng ngày 10 tháng 6 về nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến tiêu thụ thủy sản năm 2021. Cả nước hiện có 4.227 tổ đội sản xuất trên biển đang hoạt động với sự tham gia của gần 29.600 tàu cá, 620 cơ sở chế biến thủy sản quy mô công nghiệp, 3.000 cơ sở chế biến quy mô nhỏ tại các làng nghề truyền thống. Ngành thủy sản đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó nguồn lợi thủy sản suy giảm, hạn chế trong ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật. Tổn thất sau thu hoạch vẫn còn ở mức cao. Đến bây giờ thất thoát sau thu hoạch, sau khai thác của hải sản từ 15-35-40%. Việc đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào để bảo quản thủy sản khai thác còn rất nhiều yếu kém.
Năm nay, ngành thủy sản đạt mục tiêu tổng sản lượng đạt 8,5 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,61 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đang tác động khiến giá nhiều mặt hàng giảm. Các thị trường xuất khẩu tiềm ẩn nhiều rủi ro vì chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Nhất thanh nhì lò, tam than tử tức là câu nói giới thiệu về bốn vựa lúa lớn cho hạt cơm xẻo ngon nước tiếng của vùng Tây Bắc. Ngày nay trên cánh đồng Mường Tức, huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, những người nông dân đang từng bước loại bỏ các loại phân hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật để trở lại với canh tác hữu cơ truyền thống, đưa sản phẩm lúa gạo an toàn chất lượng cao đến người tiêu dùng. Trên cánh đồng Mường Tức, ông Lò Văn Tan là một trong những hộ đầu tiên tham gia dự án sản xuất gạo theo hướng hữu cơ từ năm 2019. Sau 2 năm tham gia, ông nhận thấy thời gian và công sức chăm sóc lúa theo phương pháp hữu cơ nhiều hơn so với trước. Tuy nhiên khi thu hoạch, chất lượng gạo ngon hơn, đất ruộng thì ngày càng tơi xốp hơn sau mỗi năm. Và quan trọng nhất là giá bán gạo cũng cao hơn so với gạo trên những cánh đồng dùng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật. Qua là 5 vụ chúng tôi làm, so sánh với là cái cấy bình thường từ ngày xưa, thực sự nó là cái là nó tốt hơn, năng suất hơn, mà đảm bảo chất lượng hơn. Dự án trồng lúa hữu cơ đã đưa vào cấy các dòng lúa thuần chất lượng cao, có đặc tính chống chịu sâu bệnh và đã được công nhận chính thức như giống đài thơm 8, PC15, G02, đồng thời định lượng chi tiết việc sử dụng dòng phân hữu cơ vi sinh cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Về thuốc bảo vệ thực vật thì chỉ sử dụng các dòng thuốc sinh học, thảo mộc để phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Sau 3 đến 5 vụ sản xuất thì là đã đem lại nguồn lợi rất là tích cực, là tạo ra môi trường trong sạch, sản phẩm về lúa thì là an toàn. Cánh đồng Mường Tức nằm ở trung tâm huyện Phú Yên, có thể thâm canh lúa nước 2 vụ, đạt trên 4.650 ha mỗi năm. Để xây dựng mô hình gạo hữu cơ, từ năm 2019, huyện Phú Yên đã triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gạo theo hướng hữu cơ, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm. Dự án có quy mô 150 ha, với sự tham gia của hơn 1.300 hộ dân. Khó khăn hiện nay là việc chưa hoàn thành cấp chứng nhận chuyển đổi hữu cơ, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ gạo. Để cấp chứng nhận hữu cơ thì nó phải đảm bảo cái điều kiện về thời gian, phải thực hiện trên cái 3 vụ liên tục, thì nay thì cơ bản là sẽ đã đảm bảo. Đến nay mô hình lúa hữu cơ đã mang lại hiệu quả rõ rệt, năng suất đạt 60 tấn trên mỗi hecta, tăng 20% so với phương pháp canh tác lúa vô cơ trước đây, đồng thời phục hồi các loại côn trùng và vi sinh vật có lợi cho đất. Từ mô hình lúa hữu cơ ban đầu, đến nay nhiều nông dân canh tác lúa trên cánh đồng Mường Tức đã học, làm theo và cùng hướng tới mục tiêu canh tác lúa bền vững. Thưa quý vị và các bạn, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 5 tháng 5 đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 366 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Đặc biệt, chỉ trong vòng một tuần đã có trên 350 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Đây là minh chứng cho sự hiệu quả trong việc thực hiện các phác đồ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sau 15 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Dã chiến số 1 huyện Tiên Du, chị Nguyễn Thị Lựu, xã Mão Điền, huyện Tiên Du và cậu con trai nhỏ đã được xuất viện, trở về với gia đình trong niềm xúc động. Đây không chỉ là niềm vui đối với chị Lựu, mà còn là niềm vui của các y bác sĩ, những người trực tiếp điều trị khỏi cho chị. Bắc Ninh hiện có 6 bệnh viện tham gia điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 với tổng số 1.600 giường bệnh và có thể nâng công suất lên 3.000 giường bệnh. Hiện tất cả các bệnh nhân F0 đều đang được điều trị tại địa phương. Tùy theo mức độ, các trường hợp triệu chứng nhẹ được phân tuyến tại các bệnh viện dã chiến, các trường hợp triệu chứng nặng được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh với sự hỗ trợ tăng cường lực lượng từ các bệnh viện tuyến trên. Trong cuộc chiến chống COVID-19, cán bộ y tế trên tuyến đầu là lực lượng có vai trò quan trọng và cũng là những người chịu nhiều gian nan vất vả nhất. Họ không ngại xông pha vào các điểm nóng, thức thâu đêm lấy mẫu xét nghiệm. Mỗi ngày mỗi người phải tiếp xúc, hoàn thành hàng nghìn mẫu xét nghiệm để phục vụ chiến dịch truy vết thần tốc, phát hiện ca bệnh kịp thời. Nhiều người trong số họ đã phải xa gia đình, mệt mỏi, quay cuồng trong nhịp công việc ấy từ nhiều tuần nay. Đã hơn 3 tuần nay, cũng như nhiều y bác sĩ khác của Trung tâm Y tế huyện Quế Võ,
bác sĩ Nguyễn Đức Dũng chưa được về nhà. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, bác sĩ Dũng và đồng nghiệp của mình vẫn luôn song pha vào các điểm dịch, miệt mài lấy mẫu xét nghiệm cho nhân dân, kịp thời truy vết, phát hiện ca bệnh. Chúng tôi gần như là từ đợt dịch đầu tiên, khi mà bắt đầu dịch bùng phát bên Thuận Thành, và chúng tôi đã luôn liên tục cử cán bộ, trong đó có tôi, để sang hỗ trợ và giúp đỡ bên huyện bạn. Sau đó thì đợt dịch bên Quế Võ của mình bùng phát thì gần như là chúng tôi cũng đêm quên ăn, ngày quên ngủ, làm liên tục, cũng chưa có thời gian về nhà. Thật sự là nó cái áp lực nó cũng rất là lớn, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ vợ con. Đấy. Nhưng anh em vẫn luôn luôn động viên nhau, các lãnh đạo từ các cấp vẫn luôn luôn động viên anh em. Kể cả các cháu công nhân cho đến những bà con nhân dân đều là biết rằng là cái công việc của các bác sĩ quá vất vả. Mà cái sự nhiệt tình của các bác sĩ mang đến cho người dân là phải nói là rất chi là tốt. Người dân thì người ta biết là tốt đấy, nhưng mà người ta cũng chẳng biết cảm ơn bằng cái cách gì. Thực sự ra mà nói là như thế. Người ta chỉ biết nói là các bác sĩ quá nhiệt tình. Còn đối với các sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, thời gian được tăng cường cho Bắc Ninh chống dịch là những tháng ngày không thể nào quên. Bởi đây không chỉ là thử thách để tôi luyện bản lĩnh nghề trong môi trường làm việc khắc nghiệt, mà còn là chuyến thực tế ý nghĩa nhất đối với các em khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nó rất là khó khăn, nhưng mà đây là một cái trải nghiệm mà em nghĩ là nó là một cái trải nghiệm mà để cho bọn em vừa có kỹ năng cho công việc, nhưng mà lại vừa có những cái trải nghiệm cho cuộc sống rồi nay mai đi ra trường đi làm hơn. Cuộc chiến với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng và cả nước nói chung vẫn chưa có hồi kết. Thế nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn không hề nao núng. Họ vẫn luôn vững vàng kiên cường ở nơi tuyến đầu, ngay trong tâm dịch, chấp nhận nguy hiểm, vượt mọi gian khổ để làm tròn sứ mệnh cao cả là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Ngày 12 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội sẽ diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều phức tạp. Theo thống kê, tính đến 10 giờ ngày 7 tháng 6, Hà Nội có 35 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch. Cụ thể, qua rà soát không có học sinh diện F0, 14 thí sinh diện F1, 5 thí sinh diện F2, 16 thí sinh lưu trú ở địa bàn phong tỏa. Hiện các đơn vị cũng đang khẩn trương rà soát thống kê số lượng học sinh lớp 9 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành công tác diễn tập phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị vật tư y tế, các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đổi hai điểm thi tại huyện Đông Anh do ảnh hưởng của ca bệnh để đảm bảo an toàn cho thí sinh. Tổ chức xếp hạng QS của Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học lớn nhất từ trước tới nay với 1.300 trường tham gia. Việt Nam có hai đại diện nằm trong top 801 đến 1.000 là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các tiêu chí xếp hạng, năm nay tiêu chí về uy tín học thuật của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm số cao nhất và cũng vượt trội hơn so với các trường của Việt Nam khi tham gia xếp hạng. Ngoài ra, trong số 1.300 trường tham gia xếp hạng, Việt Nam còn có trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp nhóm 1.001 đến 1.200, trường Đại học Bách khoa Hà Nội xếp nhóm 1.201 cộng. Khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 60 trường đại học lọt vào bảng xếp hạng này, trong đó trường đại học xếp hạng cao nhất khu vực là Đại học Quốc gia Singapore. Ủy ban Olympic Việt Nam mới đây đã đưa ra đề xuất lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang tháng 7 năm 2022 thay vì diễn ra vào cuối năm nay như kế hoạch. Theo Ủy ban Olympic, hiện tại dịch COVID-19 tác động rất lớn tới công tác chuẩn bị lực lượng cũng như chuyên môn để tham dự SEA Games 31 của các quốc gia trong khu vực. Trong đó, khó khăn và trở ngại lớn nhất hiện nay là việc tổ chức SEA Games 31 với số lượng thành viên, các đoàn thể thao tham dự lên tới hàng nghìn người sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dự kiến 2 tuần nữa, các quốc gia trong khu vực sẽ có phản hồi chính thức và đi đến thống nhất việc tổ chức SEA Games 31. Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại Việt Nam với 40 môn thể thao thu hút khoảng 10.000 thành viên cùng quan chức, giám sát, trọng tài, các đoàn thể thao trong khu vực tham dự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Kính thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang khiến cho thời tiết có những diễn biến khó lường. Thiên tai càng ngày càng khốc liệt và ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế của các địa phương. Để chủ động ứng phó và giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu tác động tới đời sống nhân dân, đặc biệt là nhân dân các dân tộc khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,
Tới thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó. Ghi nhận tại huyện vùng cao Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Nghe dự báo thời tiết chuẩn bị có đợt mưa lớn có thể xảy ra bão lũ, anh Lý Minh Trương, thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dần, huyện Xín Mần đã nhanh chóng chẳng néo lại nhà cửa. Năm nào cũng vậy, vào mùa mưa bão, anh Trương và các thành viên trong gia đình lại thực hiện công việc này để đảm bảo an toàn cho gia đình vào mùa mưa bão. Ở các thôn bản, người dân được vận động chẳng chống nhà cửa, đảm bảo an toàn. Và những buổi diễn tập ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng được thực hiện ở nhiều nơi. Những buổi diễn tập như thế này đã giúp nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn của chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn. Về công tác ban chỉ đạo đã tổ chức kiện toàn các ban chỉ huy, rồi tổ chức hiệp đồng với các lực lượng và tổ chức diễn tập cho xã cũng như đồng thời triển khai cho các xã các nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện. Và đối với các xã cũng đã yêu cầu rà soát lại các lực lượng, mà đặc biệt là lực lượng xung kích, để đảm bảo cái huy động khi có tình huống xấu cho chúng ta xảy ra thì sẵn sàng có lực lượng với phương châm là bốn tại chỗ. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay Hà Giang vẫn còn 169 xã, thị trấn có nguy cơ sạt lở rất cao. Theo đó, các địa phương vẫn phải tiếp tục rà soát, vận động nhân dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. Việc sắp xếp được thực hiện theo hình thức xen ghép. Vận động tuyên truyền cho bà con đến những cái nơi mà bây giờ gia đình có cái đất mà cái chỗ mà không nguy hiểm ấy, thì chúng tôi cũng đã vận động các hộ gia đình đấy, và những cái hộ mà có khả năng nguy cơ sạt lở khắc phục được tại chỗ ấy, thì chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con đến giúp đỡ những cái hộ gia đình đấy để khắc phục di rời tại. Để hạn chế những rủi ro từ thiên tai thì người dân phải chủ động, và muốn dân chủ động thì việc cảnh báo phải được thực hiện hiệu quả. Những năm gần đây, công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng tỉnh Hà Giang đã và đang không ngừng được thay thế bằng các thiết bị hiện đại, tự động và bán tự động. Cùng với đó là việc chủ động tuyên truyền các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, các công điện, văn bản chỉ đạo trong việc ứng phó thiên tai trước mỗi đợt thiên tai xảy ra. Các lực lượng bốn tại chỗ luôn sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi thiên tai xảy ra. Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa thống nhất phương án tháo dỡ xử lý dứt điểm đối với 72 công trình vi phạm trên diện tích đất phải thu hồi của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Long. Thời gian thực hiện trong tháng 6 và tháng 7 năm 2021. Trong số 72 công trình sai phạm đã có 30 công trình đã xác minh được tên, tuổi, địa chỉ của người sử dụng. Đối với những trường hợp này, thành phố Vĩnh Phúc tiếp tục thiết lập, củng cố hồ sơ và tổ chức tuyên truyền liên tục hàng ngày vận động các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Trường hợp người dân không tự giác tháo dỡ, thành phố sẽ tiến hành giải tỏa công trình vi phạm theo đúng quy định. Đối với 25 công trình vô chủ không xác định được tên, tuổi của chủ, 17 trường hợp xây dựng tường bao rào quanh khu đất, thành phố Vĩnh Yên sẽ tiến hành thiết lập hồ sơ ngay và triển khai tháo dỡ đảm bảo thực hiện xong trong tháng 7. Thời điểm này, nhiều địa phương ở miền Bắc đã bước vào vụ thu hoạch lúa. Do đó, tình trạng đốt rơm rạ lại tái diễn, khiến tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đây là hoạt động diễn ra hàng năm mà chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để. Do đó, Bộ yêu cầu các địa phương tuyên truyền vận động không để người dân đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch vụ mùa. Giao các hội nông dân và phụ nữ, đoàn thanh niên tổ chức cho hội viên, đoàn viên, hộ nông dân ký cam kết không đốt rơm rạ ngoài cánh đồng. Xây dựng các dự án, nhiệm vụ hướng dẫn người nông dân triển khai các biện pháp thu gom tối đa, xử lý, chế biến triệt để phụ phẩm rơm rạ sau thu hoạch thành các sản phẩm có ích. Đồng thời xử lý thông tin phản ánh về ô nhiễm không khí thông qua đường dây nóng của địa phương và Tổng cục Môi trường nhằm kiểm tra xử lý kịp thời các vụ việc gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. Để bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp dựa trên những bài học kinh nghiệm từ nhiều năm trước. Hương Sơn có 85.000 hecta rừng, nhưng chỉ có 22 cán bộ, kể cả cán bộ hợp đồng. Trước đây mỗi chuyến tuần rừng cần ít nhất từ 3 đến 5 cán bộ đi tuần trong nhiều ngày. Hiện nay nhờ có hệ thống camera giám sát, chỉ cần một cán bộ là có thể quan sát và phát hiện cháy rừng với khoảng cách vài km. Với cái camera này ấy, thì là giúp cho anh em cán bộ chiến sĩ ấy, là giảm thiểu được cái công sức để đỡ vậy là lên trên rừng và lên trên chòi, lên đến các cái điểm chốt. Và thứ hai nữa thì là phát hiện được sớm và rõ các cái điểm mà phát lửa. Còn tại huyện Nghi Xuân, địa bàn liên tục xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm từ những năm trước,
Bước vào mùa nắng nóng này, hạt kiểm lâm Nghi Xuân đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện việc phòng chống cháy rừng, tạo các đường băng cản lửa, thành lập các đội trực gác để phát hiện sớm lửa rừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.